Trong khi đó, vào tối qua mùng 7 tháng 12, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phát thông báo khẩn nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho các cổ động viên Việt Nam sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển bóng đá quốc gia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vào ngày 11 tháng 12 tới. Cụ thể là vào ngày 8 tháng 12, khu vực quảng trường Merdeka, Kuala Lumpur có thể có biểu tình quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm nghìn người. Do vậy, các cổ động viên nên hạn chế đến khu vực này hoặc những nơi công cộng tụ tập đông người. Cần phải bảo quản tư trang, đặc biệt là giấy tờ tùy thân để tránh mất mát. Hộ chiếu phải còn giá trị sử dụng trên 6 tháng. Ngoài ra, cổ động viên cần ứng xử và cổ vũ văn minh, lịch sự, kiềm chế và tránh những hành vi quá khích, kích động cổ động viên chủ nhà để phòng ngừa nguy cơ xảy ra xô xát, ảnh hưởng tới hình ảnh của Việt Nam.